Ở giáo phận Vinh đã có giáo xứ Sông Ngọc hàng ngàn người cũng xuống đường để phản đối đặc khu, phản đối bịt miệng dân. Đồng bào Hồ Nai, giáo xứ Hồ Nai cũng kéo xuống đường và đi về dọc đường cho tới Biên Hòa để phản đối chế độ đặc khu bán nước của Cộng sản cho Tàu Cộng, đồng thời phản đối luật bịt miệng người dân. Thì đó là những cái tín hiệu rất đáng mừng, và tôi cũng xin chia sẻ. Mỗi một ngày thì tôi cũng dành ra nhiều tiếng đồng hồ để liên lạc, để động viên, để thúc giục, để thông tin về cho quốc nội. Và mỗi một ngày thì cũng có hàng chục ngàn friend, một hàng chục ngàn bạn trên Facebook của tôi vào đọc và chia sẻ những cái thông tin mà tôi chuyển về nước. Mỗi ngày đều có các bạn đồng ý, và mỗi ngày càng nhiều. Và mặc dù mới đây Việt Cộng đã phá cái Facebook mấy ngàn friend của tôi, thì tôi đã lập lại và ngay tức khắc cũng đã có mấy ngàn vào hàng ngày để được thông tin. Đó là cũng xin chia sẻ với quý đồng hương. Xin cảm ơn.